sở hữu chiếc chân trái rất khéo léo. Cơ hội dành cho Vincent Hải Phòng. Dứt điểm. Một lần nữa Đức Dương lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Một pha nệ bóng cận thành của cựu cầu thủ Nam Định. Rất tiếc là Đức Dương đã ăn nệ bóng hụt. Trước khung thành đã bỏ trống. Chúng ta hãy xem lại pha bóng này. Quả tạt đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của SHB Đà Nẵng, cũng như đã làm lỡ trớn thủ môn Xuân Nam. Gaston Milo cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho SHB Đà Nẵng. Bàn thắng thứ 12 của chiến sĩ người Argentina ở mùa giải năm nay. Một pha phối hợp đơn giản, Gaston Milo đã dứt điểm thành công ở góc khá hẹp. Vẫn là Gaston Milo. Mùa giải liên tiếp, anh đang hướng đến mùa giải thứ 3 sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý này. Một tình huống mà thủ thành Đinh Xuân Việt đã khép góc không tốt. Cầu thủ đã chuyền bóng để Melo ghi bàn mở tỷ số là Khalifa Dembele. Từ đầu trận đấu, Khalifa Dembele xử lý khá hay. Cơ hội, khung thành đã bỏ trống. Không thể tin được là Trần Đức Dương lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vừa rồi. Đã vượt qua thủ môn Nguyễn Xuân Nam và khung thành đã bỏ trống như Trần Đức Dương. 4 cơ hội đã được trao cho Trần Đức Dương trong 11 của trận đấu. Chúng ta hãy xem lại cơ hội vừa rồi. Không thể tốt hơn. Khung thành đã bỏ trống, không còn ai cả. Hai cầu thủ của Vincent Hải Phòng dứt điểm không vào. Và phối hợp rất hay giữa Gaston Milo và Khalifa Dembele. Dứt điểm rất nhanh sau đó của Dembele đã không chiến thắng được thủ môn Đinh Xuân Việt. Qua hai cầu thủ của Vincent Hải Phòng dứt điểm không vào. Và phối hợp rất hay giữa Gaston Milo và Khalifa Dembele. Dứt điểm rất nhanh sau đó của Dembele đã không chiến thắng được thủ môn Đinh Xuân Việt. Dứt điểm, tỷ số là 1-0. Bàn thắng tuyệt đẹp của Thiago dos Santos. Một pha sút phạt chân trái sở trường, bóng đi rất căng. Có lẽ trong tình huống vừa rồi, thủ môn Nguyễn Xuân Nam của SHB Đà Nẵng đã bị khuất tầm nhìn. Anh đã tỏ ra bất ngờ. Không có Leandro, đã có Thiago. Hưng đã được tung vào sân. Minh Phương đánh đầu, tỷ số là 2-1 cho SHB Đà Nẵng. Pha lập công của Khalifa Dembele. Một pha bật cao đánh đầu vào phía góc xa. Niềm vui của Vincent Hải Phòng kéo dài không lâu. Chúng ta xem lại pha phạt góc của Minh Phương và cú đánh đầu của Khalifa Dembele. Dembele bật rất cao. Dù đã có tới hai cầu thủ đứng lót cùng với thủ thành Đinh Xuân Việt trong thành của Vincent Hải Phòng, nhưng bàn thắng vẫn được ghi. Cú đánh đầu rất hiểm móc của Khalifa Dembele. Xem lại pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 của Ngọc Thanh sau đường chuyền của Khalifa Dembele. Ngọc Thanh đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Và
thể hiểu được vì sao anh lại không ăn mừng bàn thắng. Bàn thắng thứ 5